Việc gì đi việc. Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một món vừa mới lạ vừa quen thuộc, đó là trà sữa mà theo mọi người gọi đó là DLI phiên bản Trung Quốc. Xem này. Rồi hôm nay chúng ta có một diễn viên phụ đây. Hơi phụ. Theo như mình được biết á, thì cái trà sữa này là bao gồm 3 vị, 3 màu, đó là xanh lá thì sẽ là vị matcha, màu hồng sẽ là trà đào ô long, và màu xanh biển đó là trà nhài. Vì đây là một món ăn khá lạ, với lại mình thì mình thích matcha nên là mình đã quyết định lựa màu xanh lá matcha. Đây, xanh lá và matcha. Đầu tiên thì bởi vì mình ở chữ bẻ đôi Trung Quốc mình cũng không biết, tiếng Trung mình không hề biết, nên là mình sẽ dùng Google dịch để dịch những cái này, cái từ ở trên này nha. Theo Google dịch thì trà sữa này là trà sữa nguyên liệu bao gồm dầu thực vật tinh chế, sữa, mono acid, cái gì đó. Nói chung là vì Google dịch nó rất là tà lao mà đại loại là vậy. Nên nó có dịch cả hương vị ăn được và tính chất hương vị, đường nâu, thực phẩm bổ sung lợi ích, hương vị và gia vị ăn được, tình yêu màu đỏ và trắng, nước. Nói chung là cái phần mình quan tâm đó sẽ là cái hướng dẫn sử dụng trà sữa này nha. Thì nó gọi là phương pháp rót, dịch là phương pháp rót. Cho túi trà vào cốc và làm khoảng 450ml nắp cơ sở trong 2 phút. Có nghĩa là mình sẽ cho nước và để ngâm trong vòng 2 phút nóng. Với dung dịch hoàn chỉnh thì nó sẽ là một cốc sữa hương thơm, tại vì cái hình của nó là hương nè. Và đặc biệt việc mình dịch được ở đây đó là hạn sử dụng của cái sản phẩm này sẽ là 12 tháng nha. Phương pháp bảo quản là đặt ở nơi khô ráo và thoáng mát, các bạn tham Google dịch cũng được mà đúng không? Thì một cái hàm lượng trong cái gói này theo như trên túi thì sẽ là 12 mới 5 gram, túi đậu đỏ 20 gram, đậu đỏ nghe các bạn, túi trà 3 gram, có cả dịch vụ đường dây nóng nè, địa chỉ sản xuất nè, bằng sáng chế thiết kế nè, rồi nó còn ghi là nước giải khát công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Trang, giấy phép sản phẩm giáo dục. Ồ, trong này có tiếng Việt hả ta? Không, hoàn toàn là tiếng Trung mà nè. Giấy phép sản phẩm này, thành phố Bắc Kinh, Thạch Gia, tỉnh Hà Bắc, được đúng không? Mình sẽ đi tìm hạn sử dụng xem là nó ghi ở đâu. It's time the alley. Đó, các bạn thấy không? Nó giống như logo của cái trà sữa the alley dưới Sài Gòn ấy. Tổng khối lượng của nó là 123g ở đây nè. Nhưng mà hạn sử dụng ghi ở đâu nha? Ấy là mình tìm cái ngày sản xuất hay là nó ghi trên thùng ta? Tại vì cái này nó có thể là bán theo thùng ấy. Với lại mình không biết đọc tiếng Trung nên là... À đây, thấy rồi, mình thấy rồi. Này các bạn thấy không? Cái ngày sản xuất nó được in rất là nhỏ ở đây nè. Là ngày 20 tháng 4 năm 2020. Mà bây giờ là tháng 5 mà hạn sử dụng tới 12 tháng nên là rất là yên tâm nha. Mình sẽ xoay qua một vòng cho các bạn xem cái vỏ nó là bằng nhựa hay giấy gì đấy, cũng chắc chắn. Có một cái bao ở đây. Đây là cách để chúng ta dụ diễn viên phụ. Tiếp theo nha, mình sẽ bắt đầu lột cái nắp ra. Trong này sẽ gồm một cái túi màu xanh như vậy, một cái túi này. Hồi nãy mình có dịch ra nó là túi đậu đỏ các bạn. Một cái túi này nó là dạng như trà túi lọc á. Các bạn có dùng trà tia xô chưa thì cái dạng túi nó cũng giống như vậy, trà túi lọc. Một cái hũ nè. Cái này chắc là đường đen. Ủa? Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành xé cái túi này ra. Nè, có sẵn một cái chỗ để xé luôn. Đó, rất tiện lợi nha. Trà thơm lắm các bạn. Rất tiện lợi nha, mà rất là thơm. Các bạn xem cái quả trà túi lọc của nó nè. Nè, xong mình sẽ tiến hành bỏ vào cái ly này. Rồi chế nước sôi vào cho nó ra trà. Nè, các bạn xem con hút của nó nè. Mình sẽ kéo nó ra thế này là nó sẽ đủ dài. Xong bỏ vào đây, uống trà vô. Rồi mình sẽ chế nước sôi vô. Bỏ những cái gói này vô. Trong này là... Ý, cái bột này, bột này màu xanh các bạn xem. Thơm lắm, nó thơm mùi sữa. Thơm mà béo lắm. Có thể là cái này để tạo vị trà xanh nè. Chế nó vô nha. Tiếp theo là tới cái gói này, chỉ đây. Nè, mình đã gọi là trà sữa trung trong đường đen matcha. Thì nó phải có trung trong đúng không? Nhưng mà nó không có, nó là đậu đen nè. Ăn thử. Cái giò đen này được luôn rồi nè. Được gọi là gì ta? Nói chung là nó ngọt rồi, mà nó chín rồi, đổ vô luôn. Và cuối cùng đây, xem này. Mình sẽ lột nó ra. Nó là đường đen. Nó lỏng nè.
cái đường đen này nó ngọt ngọt, mình sẽ đổ nó vô thế này. Thế là xong một cốc trà sữa. Trà sữa matcha Dialay phiên bản Trung Quốc hoàn chỉnh của mình. Xem này, các bạn thấy không? Nhìn nó cũng được chứ bộ. Với lại giá mình mua là 30 mấy ngàn á. Ừ, 30 mấy ngàn một ly. Mình sẽ đọc sơ qua một số review về cái loại trà sữa này này cho các bạn xem trong lúc mình chờ trà sữa nha. Trà sữa ngon, sản phẩm trà sữa khá ok, nhưng mà kiểu đó, không thấy đâu. Nè, ly trà sữa to lắm luôn. Đó, đúng rồi, cái ly này nó to lắm các bạn nè. Trà sữa ngon, chắc có đâu. Nè, trà sữa ngon. Trà sữa ngon. Đa số toàn là khen trà sữa ngon. Mình cũng mong là nó ngon, tại vì mình thấy cái bột này nó cũng ổn. Sau một lúc chờ đợi thì trà sữa của mình đã xong rồi. Mình đoán là xong rồi đó. Thơm lắm. Thơm mùi sữa với lại matcha. Giờ mình uống nóng thử xem nó thế nào. Ôi vừa uống rồi các bạn ạ. Cái này bỏ đá vô thì nó sẽ hơi lạc. Có lẽ là do mình để hơi nhiều nước, hoặc là do mình uống ngọt. Nhưng mà nước mình bỏ tới tầm này nè, thì mình uống mình thấy nó vừa uống luôn á. Nhưng mà trà sữa thường thường sẽ là ngon hơn khi uống lạnh, đúng không? Cái đó phải tùy vào sở thích của các bạn. Có nhiều người thì thích uống trà sữa nóng, như là ở cái ga Thạch Bưởi. Ở ngoài Thạch Bưởi nó có một cái máy nước, cái đó gọi là cái gì đó, cây nước. Ở đó cũng được. Bạn nào mà thích uống ngọt hơn á, hoặc là cho đá thì có thể cho thêm sữa, cũng thơm. Topping thì chỉ có một mình đậu đỏ, đậu đen nhé. Cũng được các bạn. Có điều là gói gần trên dưới 30 ngàn để mua một ly trà sữa như thế này thì có nên hay không? Thì mình nghĩ là phải tùy vào cái sở thích của các bạn nha. Nếu như mà các bạn thích uống nhiều topping và các bạn có những cái thương hiệu trà sữa ruột rồi á, thì các bạn cũng thì uống nó cũng giống như vậy á, mình thấy không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà nếu như các bạn muốn thử và các bạn muốn tự tay mình nó kiểu tự làm nên chế biến cái trà sữa trong vòng 3 phút này thì đấy, nó là một lựa chọn không tồi luôn á, tại vì nó uống được chứ không phải là dở hay là gì hết, nó uống được. Và mình hoàn toàn có thể điều chỉnh cái vị ngọt của nó do mình thêm sữa hoặc là thêm đá, đó là tùy các bạn, nhưng mà uống được. Để cho mọi người có thể hình dung rõ được hơn về cái trà sữa này thì mình sẽ đổ ra một cái ly trong này. Các bạn thấy không? Đó. Quy hơi nhiều rồi các bạn. Cái topping nó còn ở dưới ấy. Đấy. Cái màu nó sẽ như thế này nè, nó hơi kiểu matcha một tí đó, nhưng mà nó hơi nhiều sữa nên là nó lỏng lỏng thế này nè, chứ nó không có xanh đậm lắm đâu nè. Tức, chị mua trà sữa ở Sài Gòn cho mày nè. Uống thử đi. Uống đi. Thử đi. Ngon. Thế này cả. Thấy chân cao không? Chứ mày ăn chung cái gì không đó? Này. Rồi có cái cục gì không đó mẹ? Đậu đen chứ gì. Đậu đen thấy ngon không? Ngon. Ba mấy ngàn mua cái này mày mua không? Có không phải than củi kìa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển nhiều hơn. Bye bye.